Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hầu như cái bệnh in cỡ khoảng 100-200 tờ á, thường ha nó dẫn đến cái hiện tượng là nó lợt dần á. Thì cái dòng rico này nó rất bị rất là nhiều. Nếu là như cái trường hợp đó là bọn đã xử lý xong đều làm như mình thấy mà vẫn bị, thì cái nguyên nhân nó nằm ở đâu? Thì có để xử lý được cái lỗi đó thì hôm nay mình sẽ lái cái cụm này để mình hướng dẫn cho các bạn xem này, và các bạn cách để kiểm tra luôn. Qua thử nhiều lúc là cái con cà lết này nó hỏng thì chúng ta có thể mua và thay thế con cà lết này thôi. Đây thì mời các bạn thử này, các bạn thấy con cà lết không? Đây này, khi mà các bạn chạy á, lúc đầu á thì nó vẫn rất chi là đẹp, rõ mực vẫn bơm đầy đủ, oppo vẫn quay bình thường này. Bạn nhìn này, khi cái con này nó quay này đó, là cái con motor ở đây đứng, mà khi cái motor ở đây nó quay này là cái nhông nó quay này đó nè. Đó, các bạn thấy cái nhông nó quay không? Đó. Nhưng trường hợp vì sao nó bị lợt thì do cái miếng này này, miếng ngay chỗ cái trục đây này đó, nhìn lúc cái ni quay cái ni đứng thì bạn nhìn này đó, thì nó bị hít vào, nhiều lúc là nó hít vào luôn, nó hít vào cứng và nó giữ lại luôn, nó hít cứng vào và nó giữ làm chúng ta quay cái trục đây rất là nặng, là nó dẫn đến cái hiện tượng là bó, giống như bó gọi là đứng luôn, không quay được đó, bó không quay được nặng, thì dẫn đến cái hiện tượng là mực không bơm được xuống. Thì mực nó không bơm xuống thì chắc chắn bọn sẽ bị cái trường hợp là in lờ chữ, thì do con này đây đó, do con này. Thường hầu như là hôm trước mình có làm những cái video là các bạn tháo ra nguyên cái con này, các bạn vệ sinh sạch sẽ, nhưng quan trọng các bạn khi các bạn lắp lại á, bạn đóng lại sao cho cái con này nó có cái độ hở này, đây này nó có một cái độ hở nhẹ này đó, các bạn nhìn có như thế, nhìn thấy này, nhìn cái góc này có thể nhìn xuyên qua bên kia này đó, nó có một cái độ hở nhẹ, bạn chò kỹ, vệ sinh thật là kỹ đó, để nhiều khi nó chạy là nó không bị hít vào, nó chạy nóng quá là nó hít hai cái này lại này, nó hít lại và nó giữ, nó dẫn đến hiện tượng là hấp bô của chúng ta không quay được đứng. Thì giờ chúng ta test 2207 á, 2207 thì nó chạy bình thường, nhưng khi trong quá trình chạy nó nóng lên nó là nó hít và nó giữ lại, thì nó dẫn đến cái hiện tượng là mực bắt đầu không bơm. Thì đó là cái nguyên nhân đó, tất cả là do con này nhé. Trừ trường hợp các bạn có thể mua nguyên một cụm như này cũng được đó. Đó, nếu bọn có điều kiện chạy thì mua nguyên một cụm như này thoải mái, nên hầu như là sẽ chạy rất là lâu mới bị lại, chứ không phải là lúc nào cũng bị đâu. Nhiều lúc có con nó chạy luôn cỡ vài năm nó mới bị lần đó. Thì cái trường hợp đây là con này đó, các bạn xem để ý nhé, cách để xử lý cái lỗi lật mực trên cái dòng máy Rico á. Cảm ơn các bạn, con này là mình đã xử lý cho khách rồi. Ok, cảm ơn các bạn.